Ô tô gửi đến chào toàn thể tất cả anh chị nha. Sáng ngày nay là bên em về cũng rất là nhiều xe nè anh chị ạ. Accord nè, đây là con Accord đời 1993 nhập khẩu nguyên con nha. Con này có trang bị cửa sổ nóc lên anh chị ạ. Đây là xe cũng vừa mới về luôn, rất là đẹp luôn à. Bốn vỏ mới, bốn bơm đúc anh chị nha. Đây nè, bơm đúc nè. Nguyên bản tôi xe hết từ anh Z. Đây phong sáng lùng sơ con Honda Accord nè anh chị. Đó, dòng xe rẻ tiền đến với người tiêu dùng đó anh chị thấy không? Bốn vỏ, bốn bơm đúc nè. Đồng sơn con này màu đen anh chị nha. Con này trang bị là cửa sổ nóc luôn. Đầy đủ những con xe rồi, có một hai chỗ là sơn nó bị chầy trụ nha anh chị nha. Thì Trần Anh cũng cho đi dặm luôn ạ. Bốn vỏ anh chị coi nè, vỏ mới tinh luôn. Bơm đúc. Bốn cánh rất liền lạc, không dấu hiệu cứng đụng nha. Xe này Trần Anh bao cứng đụng cho anh chị luôn ạ. Đây nè anh chị. Đây nè. Có một hai chỗ rồi sơn nó bị chày nè anh chị nè, anh cho anh chị thấy không, sơn nó bị chày nè, rất là ít thôi. Đây nè, với cái đèn này nó bị bể ra nè anh chị, nó bị bể nè, cho thay luôn nha anh chị nhá. Về nhiều xe lắm anh chị xem nè, đó quá trời xe luôn. Đây Trần Anh quay phần nội thất cho anh chị xem ạ. Đây là phần nội thất nè anh chị. Chi beo thì chạy nhá. Đây là anh chị coi đóng cửa nè. Chi beo thì chạy nè. Đó anh chị thấy không? Rất đẹp luôn. Hai cánh đẹp như nhau nha. Đó chi beo thì chạy nè. Đóng cửa mở cửa nè. Đó. Nè. Thấy không? Mở chi beo nè. Chi beo để thắt cái dây an toàn anh chị nha. Cửa sổ nóc nè. Ta bị cửa nè. Bốn cánh này chỉnh điện là gương chỉnh điện là đầy đủ luôn. Xe này gia đình người ta đang sử dụng. Đồng hồ nè anh chị coi, cụm đồng hồ nè. Nguyên bản theo xe nè. Báo cửa, báo thu máy, mọi thứ chức năng hoạt động ổn định lắm. Đó, nổ máy rồi nè. Chạy lực lái nè. Rất là bốc. Mấy chục triệu thôi tới với tay người tiêu dùng rồi. Đây coi kìa, cửa sổ nóc này chỉnh điện nè. Đó, chị thấy cửa sổ nóc không? Đó, cửa sổ nóc thì chỉnh điện luôn nhá. Côn số nguyên bản tắp lô nè. Tắp bi cửa nè, không có dấu hiệu là mục mọt luôn. Đây nè anh chị ạ. Côn số nguyên bản theo xe đây nè. Trang bị là một cái CD nghe nhạc thông thường thôi nha anh chị nha. Đó, Trần Anh test phần máy cho anh chị xem nè. Máy lạnh mở là cái có luôn anh chị ạ. AC nè. Trần Anh mở máy lạnh cho anh chị coi nè. Máy lạnh là đó, mở là có máy lạnh luôn rồi. Anh chị thấy không ạ? Dòng xe rẻ tiền đến với tay người tiêu dùng đó. Vô lăng này trang bị túi khí nè. Đèn còi nè. Rất là lớn chị nha. Đây nè. Báo tu máy, báo xăng, báo nhớt, báo nhiệt nè. Đó. Đây ạ, à, anh tên. Mà ơi, mở phần máy lên mạnh. Xe bao đẹp luôn. Giá cả rất là hợp lý, rất là rẻ. Trần là trần da. Trang bị cửa sổ nóc nha. Ghế là không có một xíu mục mọt luôn chị ạ. Gầm bề chắc chắn lắm. Con xe này đã sơn lại hết con rồi nha, không còn sơn rin đâu anh chị ạ. Xe có sao thì Trường Anh nói thẳng và nói thật ạ. Đó anh chị coi bên em về xe nè, xíu Trường Anh sẽ quay cho anh chị coi. Cái bi cửa nè. Nguyên bản hết, chỉnh điện hết toàn diện anh chị nha. Đây là chỉnh điện nè, đó, bốn cánh chỉnh điện hết rất là mượt mè luôn. Ghế trong nè. Học tùy tay nè. Nguyên bản về anh viết. Nè. Trang bị thêm một cái đầu DVD giải trí cam dê nữa mà em chưa kịp gắn đây. Hôm nay rất là nhiều việc ạ. Đó, phong dáng của xe đây. Lanos nè. Mấy chục triệu 204 SX. Daegu Nubira. Mấy chục triệu luôn. Silo 30-35. Đây ạ. Đây là Nubira nữa nè. Đây là con Li Phăng. Đây là con Li Phăng anh chị nha. Đây là con Li Phăng nè. Giá này nó cũng có 30 mấy triệu thôi, nhưng mà siêu đẹp lên. Siêu đẹp, siêu rẻ luôn. Và tiếp theo là nửa tháng nữa là đến sinh nhật của Trần Anh Ô Tô. Trần Anh Ô Tô sẽ mừng sinh nhật Trần Anh. Trần Anh sẽ vừa bán con này rất rẻ luôn. Con này nếu mà Trần Anh bán thì tầm cỡ 30 mấy 40 triệu nha.
Đó, vừa bán vừa vừa chiên khách hàng của Trần Anh luôn à. Nửa tháng nữa em sẽ công khai giá con xe này là tầm ba mấy 40 triệu quay đầu thôi nha anh chị. BMW 320i. Xe này Trần Anh cho trùm mền cả tháng nay rồi ạ. À. Tại vì Trần Anh đợi đến sinh nhật Trần Anh với đăng cái clip này lên rồi Trần Anh bán vừa chiên khách hàng, giá rất là rẻ anh chị ạ. À. Có mấy chục triệu thôi là anh chị có thể sở hữu được con BMW 320i rồi. Ba mấy 40 triệu thôi anh chị. Con này Trần Anh đi tẩy rửa một phát là mới ken xà beng luôn. Máy móc bao êm anh chị nha. Anh chị nhớ chờ tin khi Trần Anh livestream con này lên trực tiếp cho anh chị xem nhé. Đây nè, ba mươi mấy triệu nè, ba chục nè, rất là nhiều xe đó, có mấy chục là đến với tay người tiêu dùng luôn. Nuvira cũng mấy chục triệu anh chị ạ. Đây nè, anh chị coi nè, anh chị coi form dáng coi. Đó, anh chị coi form dáng nó đẹp không? Đó, nó đẹp nè, anh chị không? Nó đẹp mà sơn không một vết trời luôn. Hai cụm đèn trước của nó, hai cụm đèn trước là còn mới nguyên à. Mới nguyên bản cho xe luôn anh chị nhá. Đó là con form dáng con Nubira đây. Nó có mấy chục triệu là anh chị sở hữu được con Nubira này nha. 50-55 triệu quay đầu là anh chị sở hữu được rồi. Trần Anh bán xe hiện tại rẻ nhất thị trường ô tô miền Nam luôn. Không có chiếc xe nào rẻ mà cọp như bên Trần Anh đâu à. Đó. Rất là nhiều xe Lanos 204 nè anh chị nè. Con này vừa mới làm xong đây, chưa đi tẩy rửa nha. Đây nè, Trần Anh xin nhắc lại nha, con này chưa đi để tẩy rửa nè. 204 bản SX anh chị ạ. À. Xe gia đình nha, chất xe gia đình, máy móc, đèn còi đầy đủ hết. Tẩy rửa Trần Anh xong rồi Trần Anh sẽ đăng clip con này lên. Đồng sơn bây giờ em nói là rất là mới rồi anh chị thấy không ạ. À? Mới tinh luôn. Đó, phong dáng con xe. Con xe này lúc trước Trần Anh quay lên anh chị thấy nó rất là xấu đúng không ạ. À? Bây giờ anh chị coi nè, nó đẹp lung linh luôn. Xe bản số 52Z 8195, xe này một đời chủ anh chị nha. Đó, cái này nó mất cái chùm mâm nè, Trần Anh mua chùm mâm mới, Trần Anh thay cho anh chị luôn. Tặng cho anh chị cái con xe này là một cái màn hình, một cái cam dê như lời Trần Anh đã hứa nha. À, ghế nỉ nè. Đó, đẹp lắm anh chị ạ. Bây giờ anh chị nhìn nội thất nó dơ lắm, tại vì đồng sơn cũng mới làm sơn lại hết cả nguyên con rồi. Con xe này xíu nữa Trần Anh đưa qua công nghệ 4.0 làm đẹp hết nha. Toàn diện luôn nè, anh chị coi ghế nỉ nè. Đó, đời 204 mà giá trên mạng bán không phải là 88 mấy đến 90 triệu anh chị nha. Mà Trần Anh bán có mấy chục triệu đó là anh chị biết cái chất xe bên em bán ra rồi mà nó rẻ cỡ nào rồi. Và đây ạ, à, đây là tiếp theo là con Ford Mondeo nha. Con Ford Mondeo này cảm ơn hai người em trai đã hôm qua đã từ Sài Gòn xuống coi con xe rồi ở lại với Trần Anh một đêm và đã mua con xe này rồi nha. Con xe này thì sáng mai Trần Anh sẽ cho tài xế đi giao con xe Ford Mondeo xuống Sài Gòn cho em trai ạ. Em cũng vừa lên bộ tem nè anh chị ạ. Nó hơn 100 triệu thôi là anh chị có thể sở hữu được con Ford Mondeo cọp của Trần Anh rồi. Nội thất đó, đầy đủ không thiếu một cái gì luôn. Mọi thứ chức năng sang chảnh hơn con Toyota Camry luôn anh chị. Đó, Ford Mondeo V6 nè. Lên bộ tem rất là hoành tráng, rất là cá tính luôn. Xe này Trần Anh đã chốt cọc rồi nha anh chị nha. Đây ạ, à, và tiếp theo ạ, à, Trần Anh xin giới thiệu ạ. À. Đây là con Honda Accord bản số 68A03041. Máy móc nổ rất là êm. Đây này, Trần Anh quay phần máy cho anh chị coi nha. Ơi. Ơi. Mở nắp capo lên. Đây ạ, à, em test xe cho anh chị nè. Đó, xe là đề nhẹ phát nổ luôn nè anh chị coi nè. Anh chị thấy không, cái vòng tu máy rất là chất luôn. Đây nè, đây nè, chị xem nè. Đó, dòng xe rẻ tiền đến với tay người tiêu dùng đó. Được cái mâm bốn vỏ mới, máy móc là nổ rất là êm nè. Anh chị thấy không, máy đang hoạt động nè. Máy nổ rất là êm máy luôn đây nè. Tôi xài 4 mét full nha, 1, 2, 3, 4. Con này hàng nhập khẩu nguyên con. Máy 2.0 anh chị nha. Đây đã xài qua cục Lenco nè, Lenco có nhiệm vụ dẫn điện vô bốn cái buri nha, đánh lửa nha. Đó, chuồng cột nè, nguyên bản cho xe hết, anh chị thấy không ạ. Bản chỉ dẫn công trì nè, máy móc đây nè, nổ rất là khô ráo. Máy đang hoạt động anh chị nha, đây nè. Xe này không có một xíu cứng gục luôn. Cột nè, anh chị coi cột nguyên bản cho xe nè, không có bị tác động bên ngoài, bị đâm va vô nha. Sống dằn nè anh chị ạ. À. Đó, chiếc xe bao đẹp bao đỉnh luôn. Em quay luôn phần gầm cho anh chị coi nhé.
cầm bệ nè. Đấy, anh chị có gầm bệ nè. Anh chị tìm cho chừng anh nhé, có một xíu mục ngọt không ạ? À? Gầm bệ là không có một xíu mục ngọt luôn. Anh chị thấy không? Rất là chắc, hàng nhập đó. Giá cực rẻ nữa. Con xe này giá rẻ lắm. Con xe này chừng anh vừa bán, vừa khuyến mãi cho toàn thể tất cả anh chị. 40 triệu. Giá quá rẻ. Không có con thứ hai. Đó, có mấy chục triệu thôi là anh chị sở hữu được con Accord hàng nhập rồi. Cửa sổ nóc đó nè. Xe bây giờ rất là bụi bẩn nha anh chị nha. Trong tình trạng là xe rất là bụi bẩn luôn ạ. Form dáng của con Honda Accord đây. Rất thon gọn nha. Bên em mà anh chị coi nè. Forlaser nè. Forlaser con này đang giòn anh chị nha. Sắp xong rồi nè. Anh chị coi nè, con Forlaser nè. Nó bị cửa nè. Đó, nó đẹp len keng luôn. Máy 1.6. Đây ạ. Con này là số tự động nè, anh chị thấy không? Cái con số của nó không? Vô lăng tấp bi nè, bốn cửa nè. Đang dọn anh chị nha, đang trong quá trình là tiến hành dọn dẹp con xe này luôn. Con này là trang bị là cửa sổ nóc nè. Đó, con này có cửa sổ nóc anh chị nha. Cửa sổ nóc chỉnh điện một lúc nhấn rất là nhẹ nhàng luôn. Trang bị trên vô lăng là túi khí anh chị ạ. Đó là Forlaser đó. Đời 2003 anh chị nha. Đây nè, bên chân anh nó quay. Quay chi tiết cho nè. Máy móc nè. Con này xài 4 cái full nha. Đó, máy móc là nguyên bản của xe nè. Xe đang dọn nha. Tiếp theo ạ. À, đây là con Mazda nè. Mazda 323 nè anh chị. Mazda này trước chừng anh lấy về, như chừng anh đã nói là chừng anh sẽ tắm lại cho em nó một nước sơn rất là xịn. Bây giờ đồng sơn đang làm đây. Làm xong em sẽ tắm một nước sơn anh chị nha. Là con xe này nó sẽ đẹp len keng luôn. Đó, Mazda 323 đây. Cũng đang cho dọn nha anh chị. Em còn rất là nhiều mẫu xe đang trên đường về luôn anh chị ạ. Ford Everest nữa nè anh chị. Nhiều xe lắm anh chị ơi. Đây. Đây là con Ford Everest nè. Đang cho làm đồng sơn luôn. Giá con này cực rẻ anh chị nha. Bản số 49E19531. Dòng máy dầu. Thương hiệu đến từ Mỹ. Đang cho dọn đồng sơn đây. Nội thất nè anh chị. Đó, đẹp len keng luôn. 7 chỗ nha. Dòng xe này dòng xe 7 chỗ à. Đây là form dáng nè. Dưới 200 triệu anh chị có thể sở hữu được con Ford Everest này rồi. Anh chị tìm đâu ra được chiếc xe này à? Đang cho dọn hết máy móc nè. Anh chị coi phần máy móc nha. Máy dầu nè. Đó, nổ siêu êm, siêu cọp luôn. Không có một xíu cứng đụng con vên con xe này nha anh chị nha. Đây là sóng lường hai bên nè. Sóng vàng nè. Không có một xíu cứng đụng luôn. Giá cả cực rẻ. Tiếp theo con Camry nè. Đây là con Camry nè. Camry hàng nhập máy 2.0. Con xe này có mấy chục triệu thôi. Chừng anh làm xong chừng anh sẽ đăng clip con xe lên chi tiết cho toàn thể tất cả anh chị nha. Em còn đang cho lót sơn này cho dọn đây à. Đây nè, nội thất bây giờ rất là bẩn nè anh chị thấy không. Đó, Camry đó là chất xe gia đình đó. Không, xe này thì anh chị đừng có hỏi chừng anh là có dịch vụ hay không nha. Không có một xíu dịch vụ luôn. Trang bị là màn hình cam gia đầy đủ trên con xe hết rồi. Không thiếu một cái món gì luôn à. Đây nè, con dây nè. Con dây DX nè anh chị. Giá con dây được cực rẻ nha. Đây à, đang dọn nè. Đang cho dọn hết toàn bộ nè. Đó, dây đây. Nội thất của con dây nè. Trang bị màn hình nè. Dàn lạnh nè. Chân là chân nỉ. Xe xe ra dòng xe 7 chỗ anh chị nha. Cho dọn hết. Rất là nhiều xe. Đó, anh chị alo trực tiếp cho Trần Anh để sở hữu được những mẫu xe cỏ giá rẻ nhất thị trường hiện nay anh chị nha. Một lần nữa chúng anh xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại.